PC Homie xin chào mọi người. Hôm nay mời mọi người cùng đến với chiến thuật lòng buồn nhà. Mình cũng chia sẻ thật với mọi người là đây là chiến thuật mình chơi lần đầu tiên, nên mình chỉ nói lên cảm nhận của cá nhân mình, có gì không đúng thì mọi người bỏ qua nha. Mình sẽ nói về sơ đồ trước nhà mọi người. Vào trận mình sẽ nói chi tiết về chiến thuật này, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Đầu tiên là tiền đạo, mọi người nên kẹp một Fox in thờ bóc và một cao bót chơ, vì ông cao bót chơ điểm mạnh là chạy chỗ, còn ông Fox in thờ bóc lại thiên về chọn vị trí phối hợp với đồng đội rồi mới di chuyển, thì hai ông này sẽ gắn kết hơn. Còn nếu mọi người không có Fox in thờ bóc thì thay bằng Deep Long Forward cũng được. Còn hai cánh nếu có bỏ mấy ông chuyên tạt vào cũng được mọi người. Anh em ép cứ hô bờ layer mà chơi thôi mọi người, đừng xếp như mình. Hai cánh với anh em ép mình đều để sờ tay bờ lay mắc cơ. Nếu mọi người đá không quen xếp như mình đá rất dễ bị dậm chân nhau. Còn DM ép với hàng thủ thì mình đều set up như mọi video cũ. Bây giờ vào trận thôi mọi người ha. Dạo này mình gặp mấy ông chơi cầu thủ mùa 20-21 nhiều ghê. Vậy long bôn là gì? Tạm dịch ra là bóng dài. Theo mình đá rất nhiều, mình thấy chiến thuật này có cự ly đội hình giãn cực rộng luôn mọi người. Thậm chí là nhiều lúc không thấy cầu thủ bên mình để mà chuyền. Khi mà cướp được bóng muốn tổ chức phản công nhanh thì cũng không được. Tiền đạo di chuyển lên trên rất nhanh, nhưng hàng tiền vệ thì có di chuyển nhưng cũng ở tốc độ vừa phải, chứ không phải lao nhanh lên theo tiền đạo. Để mình nói sâu phần này tí, và mình sẽ chia làm 3 phần rõ ràng cho mọi người dễ hình dung. Hàng thủ thì sẽ đứng im, nếu có di chuyển lên thì cũng rất chậm. Còn hàng tiền vệ thì ở tốc độ vừa phải. Còn hàng tiền đạo thì lao nhanh lên để có thể nhận được những đường bóng dài vượt tuyến, giống như cái tên chiến thuật là long bôn đó mọi người. Và đây là pha bóng mọi người sẽ thấy rõ nhất. Ông cánh của mình chạy thiếu điều muốn tuột luôn cái quần, mà nguyên dàn tiền vệ còn đứng im dê ở giữa sân. Chỉ đến khi lên hơn nửa phần sân đối phương thì mấy ông mới chịu chạy lên, thì làm sao mà phối hợp. Rồi lên tới nơi cái ổng chuyển lỗi, bắt nguyên dàn chạy về muốn tụt cái quần lần hai, xong thua luôn một bàn có tức không chớ. Mời mọi người cùng xem pha này nha, và mọi người sẽ hiểu được là vì sao mình nói nên kẹp một Fox in thờ bóc và một cao bớt chơ. Mọi người có thể thấy ở pha này, nếu là ông cao bớt chơ là ông chạy mất dép rồi, nhưng ông Fox in thờ bóc thì khác, đứng lại chờ nhận đường truyền từ đồng đội, và mọi người xem ông chọn vị trí cực thoáng luôn. Đây cũng là điểm mạnh của sơ tai Fox in thờ bóc này. Và giờ mình sẽ chia làm 4 phần. 1. Khi mình không có bóng và phòng thủ. 2. Khi mình cướp được bóng và phản công. 3. Khi mình có bóng. 4. Khi mất bóng đột ngột. Mình vào cái đầu tiên nha mọi người. Khi phòng thủ thì hầu như tập trung phòng thủ khá đông, chỉ trừ hai ông tiền đạo là đứng rất cao để tận dụng những đường bóng dài và câu kéo thời gian cho đội hình chạy lên. Mọi người xem pha này nha, mình cướp được bóng và mọi người thấy không thể tổ chức tấn công tốc độ được vì đội hình khá là xa nhau. Neymar của mình phải mất tới 4 nhịp mới tung ra được một đường chuyền, trong khi ông hậu vệ cánh đáng lý phải dâng lên thì ông lại lui về. Chiến thuật gì mà vận hành khó thật sự, hèn gì mình thấy rất ít gặp khi đá hạng luôn. Chiến thuật này thật sự đã căng cái con mắt ra đó mọi người, tập trung lắm luôn, chứ không phải đá sướng như chiến thuật quick hay long bôn counter. Thứ hai, khi mình cướp được bóng và tổ chức tấn công, thì ở chiến thuật này phản công rất là chậm, mọi người cần phải giữ lại từ 4 đến 5 nhịp để có thể kiếm được đồng đội để mà chuyền, nhưng mình có tip này, khá là ổn cho người mới chơi. Mình dừng lại ở đoạn này nha, khi mình biết chắc chắn ở pha bóng này, đội bạn không cướp được bóng, mình bắt đầu lia mắt, tìm vị trí thoáng mà chuyền. Đầu tiên mình sẽ chuyển ra cánh, khi bóng đi đã được một nửa quãng đường, mình bắt đầu lia mắt tiếp, thấy ông DMF của mình di chuyển vào trong và mình chuyển qua cho ông. Và cũng như vậy, khi bóng lăn được một đoạn thì mình lại lia mắt và thấy ông cánh đang rất thoáng và có xu hướng bẻ vô trong, nên mình mới chọc khe cho ông. Chứ pha này mà ông đâm thẳng lên là mình sẽ chuyển, chứ không phải chọc khe. Và mình chuyền để luân chuyển bóng ra cánh còn lại nhờ minimap. Mình hay nhắc mọi người nên tập nhìn minimap. Cái này là một ví dụ, nếu không lê minimap làm sao mà biết bên đó có người đang lao lên và có thể chuyền một chạm liền được. Và mọi người cùng xem lại tình huống này với tốc độ bình thường nha. Xui là không có bản cho nay mà mọi người nhĩ, có bản thắng là đẹp rồi. Thứ ba, khi mất bóng đột ngột, mình thấy ở sơ đồ này không có gì đáng để lo cả mọi người, vì hàng thủ mình đứng khá thấp và rất sát với tiền đạo đội bạn, về khi mất bóng hàng thủ sẽ tự lui về rất nhanh. Mọi người có thể thấy ở các chiến thuật khác đa phần mình phải di chuyển cầu thủ chạy về, còn này tự lui về rất sâu luôn mọi người.
Thứ tư, khi có bóng và tấn công thì mình thấy nó có cái gì đó rất giống chiến thuật possession game, không khác là mấy luôn. Đập nhã 1-2 và vuốt để kéo cầu thủ chạy lên. Và cái đập nhã 1-2 phải dùng khá nhiều trong chiến thuật này đấy mọi người. Và chắc khi xem tới này thì mọi người đã hiểu ra phần nào long ball và long ball counter là hai chiến thuật hoàn toàn trái ngược nhau như thế nào rồi phải không mọi người. Long ball counter là thứ bóng đá phòng ngự phản công nhanh và đôi khi phải dùng đến bóng bổng để phản công. Còn long ball thì mình thấy nó có cái gì đó rất giống với possession game. Tuy là lúc không có bóng đội hình giãn rất rộng, nhưng khi có bóng lại bó sát lại nhau để dễ đập nhã 1-2. Mà cái bài đập nhã 1-2 này chiến thuật possession game dùng rất là nhiều luôn. Và mình xin tổng kết lại ở đây nha. 1. Phòng thủ khá là khôn. 2. Phản công nhanh là điều không thể, cần phải nắn nót ở những pha chuyền bóng thì mới có thể phản công nhanh hiệu quả được. 3. Mất bóng đột ngột điều này cũng không đáng lo. Mình thấy hàng thủ dâng không quá cao và chủ động lùi nhanh về khi mất bóng. Chỉ cần mọi người đừng đuổi người, để hàng thủ tự chạy về hết là xong. 4. Khi đang giữ bóng và muốn tổ chức tấn công. Như mình có nói, chiến thuật này có gì đó rất tương đồng với chiến thuật possession game, nên khi có bóng mọi người muốn triển khai tấn công phải chậm và chắc, chuyền phải chính xác, cố gắng đập nhã 1-2 thật nghiễn. Chiến thuật này dùng cái bài 1-2 đó cũng khá nhiều. Và mình có lời khuyên cho mọi người là muốn chơi chiến thuật này tốt, phải có hai tiền đạo, bàn bật chậm rãi, chuyền phải chắc và chính xác. Chiến thuật này khó chơi thật sự đó mọi người, lâu lâu muốn đổi gió thì được, chứ muốn thuần phải kiên trì nha mọi người. Mình xin thua non, khó quá. Mình xin dừng video đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở video sau.